Xin chào các bạn. Sau khi mình phân tách bột mì đa dụng, mình thu được bột mì căn và phần còn lại là tinh bột mì hay còn gọi là bột tàn mì. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món bánh ướt và món thịt ba chỉ chay làm từ cái loại bột tàn mì ướt này. Trước tiên thì mình sẽ dùng cái bột tàn mì này để làm bánh ướt và bánh cuốn. Thành phần bột mình thu được là dạng nước. Mình sẽ để cho nó lắng trong lại và mình gạn bỏ nó cái phần nước trong ở phía trên. Số lượng này mình thu được là từ 1 ký bột mì đa dụng. Mình chia ra làm hai thì một nửa mình sẽ làm bánh ướt. Ví dụ như là mình có 500g bột mì, mình thu được 250g bột năng. Bột căn thì còn lại 250 bột tàn mì mình sẽ cho vô 1% muối. Rồi nước á, thì mình tùy theo cái, nếu mà làm bánh nước á, mình sẽ cho nước vô là nếu mà 3 cấp bột này sau khi gạn bỏ nước hết á, thì 3 cấp bột này mình sẽ pha thêm 2 cấp nước nữa rồi mình đổ. Đó là mình nói chung chung thôi. Còn khi bạn tráng á, thì bạn có thể điều chỉnh nó. Chứ còn cái cách mà làm ở đây á, là nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Bột đặc lỏng khác nhau lắm. Mình chỉ nói cái mức chung chung thôi. Thì cái bếp điện của mình á, là cái bếp lúc tắt lúc mở. Thành ra khi mà mình để chảo lên á, thì mình bật lửa lên. Sau khi mình đổ bột vô rồi á, mình đậy nắp lại thì mình tắt lửa. Cho đến khi mà bánh chín thôi. Nó đơn giản vậy. Đó là tùy cái lò nha. Lò của mình là lò điện, mình lúc nó tắt lên, lúc nó hạ xuống nó đủ nhiệt rồi là nó tắt đi. Đó, mình làm ra được cái lò bánh này từ cái bột tàn mì. Bây giờ thì qua cái món thứ hai. Giống như là với cái tinh bột đó thì mình cũng để lắng xuống, mình gạn bỏ nước hết có thể và mình pha bột. Thì cái bột này á nó đặc hơn so với cái bột mà làm bánh ướt. Tức là mình đông 2 cấp bột này thì mình sẽ đổ vô thêm 1 cấp nước sau khi mà mình gạn hết nước trong nghe. Gạn hết có thể thì mình sẽ đổ như vậy. Rồi mình cho nó vô 1/3 muỗng cà phê muối. Thì làm cái thịt ba rọi này thì nó có 2 phần, một phần thịt nạc với một phần thịt mỡ. Phần nạc là màu hồng cam, phần mỡ là màu trắng. Mình nếu mà mình muốn thịt mà nạc nhiều hơn á, thì mình cho nó màu hồng nhiều hơn. Phần mỡ thì ít hơn. Hôm nay mình sẽ dùng cái tỷ lệ là cái màu thịt á, là 4, cái màu mỡ á, là 3. Tức là nếu mà mình cho bên cái màu mỡ này á, là 3 cấp bột, thì bên cái màu thịt mình phải cho nó là 4 cấp bột. Bây giờ mình sẽ pha gia vị vô phần màu thịt. Trước tiên mình cho vô 1/4 muỗng tiêu trắng. Rồi tới 2 muỗng cà phê ớt xông khói. Ớt bột mà giờ có mùi khói, họ xông khói. Mình cho 2 muỗng là bởi vì mình cần cái màu đỏ của nó đó. Rồi nửa muỗng cà phê bột tỏi mình cho luôn hai bên. Tại vì bên cái mỡ đó là chỉ có cái màu nào trắng á, thì mình mới cho vô cái bên mỡ. Mình cho vô 1 muỗng cà phê nước tương. Mình không có cho nước tương bên màu trắng tại vì nó làm mất cái màu trắng. Rồi mình cho vô 1 muỗng cà phê dầu ô liu. Nếu mà bạn không xài dầu ô liu thì bạn có thể xài cái dầu ăn bình thường. Bên cái màu thịt á, thì mình sẽ cho vô 1 muỗng canh rượu đỏ. Cái này là cũng là option thôi. Có bạn muốn thì bỏ, không muốn thì không. Rồi hai bên mình đều cho cái này mình không biết dịch ra sao á. Mình chỉ dịch là cái bột bouillon đi ha. Mình cho mỗi bên màu đỏ thì mình cho 2 muỗng cà phê, bên màu trắng mình cho 1 muỗng rưỡi. Bây
bây giờ thì mình cho, bạn thấy cái tỷ lệ đó, mình cho ít lát mình đổ thêm bột rồi mình pha sau, mình chỉ cho đưa cho cái tỷ lệ chung 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 cho các bạn thấy đó. Mình bây giờ mình pha thêm bột vô, tại vì mình làm với cái số lượng nhỏ rồi mình nêm nếm rồi mình thấy vừa rồi á, mình phải tăng cái bột lên đó. Thì các bạn theo cái công thức của mình ghi đó thì các bạn ăn vừa miệng. Mình có thể nếm, tại vì mấy cái thứ này không có cái thứ gì mà sống, bột thì nó cũng thuộc loại sống đó, nhưng mình nếm thử xíu cũng không có sao. Rồi bên cái phần màu đỏ đó thì mình thấy nó lợt quá, mình cho nó vô một giọt màu đỏ. Còn các bạn cái đó là tùy các bạn có thích đó, thì cho, còn không đó, thì ngay từ đầu mình làm nước củ dền hay là nước cà rốt hay bất cứ gì để cho có cái màu đậm hơn á. Bây giờ thì mình trở lại với giống y trắng bánh bánh ướt hồi nãy, nhưng mà mình cần nó có cái vân á, cái thịt mỡ mình bỏ vô cái ống, cái blaster này giống như cái ống tiêm thuốc á, mình bóp nó vô cho nó dễ, nó tạo cái phần trắng là phần mỡ mình để vô trước. Rồi cái phần thịt á, thì thực ra cũng không cần mà bóp ống này, phần thịt thì mình lấy cái vá mình múc mình đổ lên không có sao ấy. Tùy theo cái giờ cái bếp mà các bạn điều chỉnh lửa, bếp của mình á thì mình bắt cái chảo lên, mình vặn lửa rồi mình chảo, mình vặn lửa lên là mình bỏ bột vô liền, không cần chảo nóng. Xong rồi á thì trong khi mình vặn lửa lên, mình làm xong như vậy á, mình đậy nắp lại là mình tắt lửa. Tắt lửa cho đến khi mà mình thấy cái bánh nó cong cong lên đó là mình mở nắp ra, mình lấy bánh ra, chỉ có vậy thôi. Cái đó là tùy theo cái lò của các bạn nè, bạn xài cái lò gas là nó khác, các bạn xài củi nó khác, mỗi cái thứ này mình chày chày là cũng không cần thiết, nhưng mà nó dính thêm mất công nữa, lát mình không có chày nữa. Tại vì mình muốn thịt với lại mỡ nó hơi cho nó có tự nhiên á, mình hơi quạt quẹt cho hai cái màu hoài vô, tại vì mình thấy trong tự nhiên thịt heo mỡ với lại nạc có những cái chỗ mà nó cũng không phải là tách biệt lắm á, nhất là trong thịt ba chỉ đó. Mình thấy cái bột nó trong trong rồi á, mình dòm qua cái nắp này á, mình thấy nó trong á, thì mình dỡ nắp ra cho nó bốc hơi hết đó, nó bốc hơi hết. Cái chảo này rất là hay nha, mình mua cái chảo này mình xài mình rất là ưng ý luôn, bạn thấy không, nó cho nó không có bị dính, làm những cái loại bánh này nó không có dính đó, chứ gì nó chạy ra trước, mình chỉ cầm tay mình bóc nó ra thôi. Mình chỉ từ đầu đến đuôi mình cho một cái bánh đây, cái này là cái này bị hư rồi, tại vì mình gấp lại là nó dính luôn, cái mặt trên nó rất là dễ dính, mình gấp lại nó dính không cách gì gỡ ra được hết trơn á, thành ra khi mình lấy bánh ra đừng có gấp đó, mình cái rất là chỗ này mình lúng túng lắm, mình không biết làm sao gỡ nó ra, may là gỡ được chứ nó khó lắm, đừng có gấp lại. Rồi bây giờ cũng đổ cái tiếp là mình cũng bóp nó ra cái đường. Bạn có cái ống này, cái ống blaster này thì xài, còn không có thì xài cái ấm nước, cái vòi nhỏ nhỏ để mình đổ cho nó dễ thôi. Mình sẽ ghi cái công thức ở phần mô tả, nên nếu mà các bạn theo dõi không kịp về cái cách mà pha bột á, nó cái này là mình nói một lần nữa là cách chung chung thôi, tại vì khi mà bạn giặt bột ra có thể là bạn làm mất bột đi nhiều, hoặc là bạn để lại nước nhiều, hoặc là để lại mì căng nhiều ở trong đó. Còn mình á, thì mình làm trung bình như vậy á, thì một ký bột mình làm ra được bánh bánh ướt, rồi mình làm ra cái bánh bánh ba rọi này á, rất là nhiều luôn, hai chồng bánh lát bạn coi bạn thấy rất là nhiều luôn đó. Nó rất là dễ làm, mà cách pha chế cái đồ ướp á, làm cái bánh rất là ngon luôn. Bạn có rất là nhiều kiểu ăn, ăn theo cái kiểu như là đồ ăn chay, mình thịt ba rọi rồi, hay là mình làm như cái bánh tráng đó, mình được hai chồng bánh như vậy đó. Thì bây giờ khi mình sắp ra thì có thể mình sắp bị sẹo sẹo xéo xéo, bây giờ mình phải sửa nó lại để cho cái đường đường thẳng ngang á,
nó nằm ở trên ở dưới, nó song song với nhau tương đối thôi, để khi mình chấn nó ra cái chiều ngang của nó giống như miếng thịt ba rọi á, cái chiều ngang của nó từ 3 tới 4 cm, bạn muốn chấn như thế nào cũng được. Mình chấn mình chia ra nó thì để cỡ 3-4 cm gì đó, có cái dao dài dài dễ chấn, chứ đồ chấn hai đường ấy. Cái này mình lấy cái dao pizza, các bạn thấy nó giống thịt ba rọi không, nó cũng hơi giống giống ha. Mỡ này là không phải được mỡ trắng lắm, mà mỡ tại vì mình có nêm cái bột mà gọi là bouillon nó vô á, không phải là bột mà nó cái dạng base. Rồi đó, cái đó là mình sẽ để nó trong cái bao ziplock để từ sau này mình nấu. Còn cái phần mình chưa cắt á, à mình đem chiên một số rồi, cái phần chưa cắt á thì mình có cách làm khác nữa mà tiếp tục các bạn theo dõi. Bây giờ thì mình để mình chiên cái thịt ba rọi này rồi mình ăn thử cho các bạn xem. Mình chiên với cái lửa trung bình thôi, trung bình thấp á, chứ nó tại vì cái này nó còn ướt mà mình chiên lửa cao quá thì nó sẽ bị cháy, nó cháy ở trong thì nó chưa kịp giòn á. Thành ra bạn nếu mà muốn giòn á thì mình chiên với lửa mà thấp thấp á, mình sẵn cái chảo đó mình lấy mình chiên luôn, cho nên nó cạn á, nó văng dầu tùm lum. Mà mình để chiên vài miếng để cho các bạn thấy thôi, chứ còn cái này á, là mình để dành, mình bỏ vô bao để hồi mình nấu một cái món chay, mình mâm cơm chay nó dễ dính lắm, đừng có để nó gần nhau. Cái chảo này thì cỡ 3-4 miếng thôi, rồi bị xém rồi, thành ra là phải lấy lại ra. Đó là lửa thấp đấy nha, bạn mà để lửa cao là được trở tay không kịp luôn á. Rồi ra được trên đó mình lấy mình ăn. Các bạn nhìn thấy bây giờ hồi mà nó sống thì nó hơi giống giống, ba chỉ ha. Khi mà nó chín rồi thì chẳng không giống, mà ăn cũng không giống ba chỉ luôn. Ăn nhưng mà nó ngon mà nó có cái vị nó kết hợp thì nó ngon. Ở trong này miếng sống bạn thấy không, đây là cái miếng bánh tráng này, mình đem phơi khô luôn cả miếng luôn rồi mình bỏ microwave đem ra ăn rất là ngon luôn. Mình hả làm mấy cái á ăn sạch quách luôn đó, chứ không kịp để tới buổi chiều nữa, là buổi trưa là ăn sạch luôn á, nó rất là dễ ăn, mấy người ba người ăn và sạch luôn á đó. Đó giòn rụm như vậy á, là cái bữa hôm nay mình làm mình chia sẻ với các bạn là những cái sản phẩm mình có thể làm từ bột tàn mì, mà mình khi mình phân tách cái bột mì đa dụng ra mình xài mì căn để làm nhiều món chay rồi, thì bây giờ còn lại mình làm được hai món này mình giới thiệu đến với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.